Vâng, xin chào anh em. Thì hôm nay em sẽ review cho anh em xem máy chà nhám của hãng Makita. Và chà nhám này là sản xuất tại Nhật, mã của nó là 9910 và nhám là 76 650 W. Thì máy sản xuất tại Nhật luôn và cũng chưa qua sử dụng thôi. Chưa qua sử dụng. Thì máy này nó như mới. Rồi em sẽ nó có đầy đủ catalog này, đầy đủ catalog đó. Mình sẽ view luôn, view thực tế cho anh em xem. Đấy. Rồi thì cái bàn này này chưa qua sử dụng ha, nó rất là đẹp. Đấy. Thì hãng họ có gửi Makita này, họ có gửi cho mình luôn là nó cái một ít nhám đây, tầm khoảng vài tấm. Rồi máy này là nó sản xuất tại Nhật Bản nha, anh em nhìn rõ cho mình chút xíu là sản xuất tại Nhật Bản. Và cái điện của nó là 220 đến 240 vòng V và 270 vòng trên phút, và sản xuất năm 2018. Mã của nó là Makita 9910 và nhám của nó là 76450. Thì mình view thực tế cho anh em xem. Máy này chưa qua sử dụng nên ra là mình lắp vào luôn ha. Đấy. Máy này thì cái giá của cái máy này là em chưa đọc thông số cho anh em, cái vòng nhám của cho anh em 76 nhân cho 450. 76 nhân 450 nha, nhám. Máy này thì máy đầy đủ phụ kiện không thiếu gì. Nó có một ít nhám của hãng bỏ theo kèm. Đấy. Và nó cũng như mới. Cái dây của nó đó thì nhìn cái dây của hãng rất là chất lượng nha anh em. Đây. Và ba chấu này. Rồi, mình sẽ bỏ vào trong này. Đó thì cái nhám như thế này. Đây. Đây. Rất là ok cho anh em. Rồi, mình sẽ tiếp theo cái máy chà nhám của Makita sản xuất tại Nhật luôn. Đây, Makita sản xuất tại Nhật 9924DB sản xuất tại Nhật. Thì máy này là lướt một chút xíu thôi, 850 W. Thì mình sẽ cho anh em xem máy này, máy to hơn, rất là nặng, để cho anh em làm không cần phải đè xuống, để cho mình tự lái ha. Máy rất đẹp. Và máy này là 9924 thì 850 W sản xuất tại Nhật Bản nha, cho anh em xem sản xuất tại Nhật Bản nha. Và điện 230 đến 240, nhám của nó là 76 nhân cho 610, sản xuất năm 2018 và 400 vòng trên phút, 850 W. Thì mình sẽ ok, và cái những cái cơ của nó để mà mình lắp nhám vào thì cũng rất là đẹp ha, nó đúc bằng gang hết. Đấy. Rồi ok, thì nó máy này nó có đầy đủ này, cái túi bụi này chưa qua sử dụng. Rồi một cái nữa thì em sẽ view cho anh em xem luôn là cái máy cưa của hãng Makita. Thì máy cưa này nó là mã này thì Việt Nam vẫn có, vẫn còn dính bụi nha. Máy cưa là Makita HS7000 1200 W, là 5200 vòng trên phút và 203, sản xuất tại China. Thì máy này là hàng gốc về, thì đĩa là 185 ha, và
như mới, cũng như mới nha, chưa cắt lần nào luôn. Thì giá 1.900.000 nha, anh em nào quan tâm liên hệ Tùng 0903 397 100, 1.900.000 thôi. Thì mình sẽ nông và sâu và độ nghiêng 50, độ nghiêng luôn 50 này, 45 này, độ nghiêng 45. Rồi giá 1.900.000 liên hệ Tùng 0903 397 100. Rồi tiếp đến là một cái máy rất là đẹp ha. Đó, lướt cắt một vài tấm ván và cái đĩa thì vẫn còn mới. Máy này thì cái thanh này là bằng nhôm rất là chắc chắn và năng sâu. Thì mã của máy của nó là Makita 5007N, 1800W và 5800 vòng trên phút, sản xuất năm 2018. Máy rất đẹp đây, máy này rất là khủng nha anh em. Còn vẫn còn dính bụi chút xíu này, em cũng chưa lau chùi. Thì đầy đủ đồ, rồi em test cho anh em xem luôn ha. Nông sâu luôn. Và cái hệ của nó làm mình gan rất là chắc chắn, độ nghiêng tới 56 luôn. Rồi cái giá của cái máy cưa này 2.200.000, anh em nào liên hệ mình nghiêng zin nha, tất cả đồ này thì nghiêng zin. Đấy, nghiêng zin. Rồi cảm ơn anh em.